Xin chào quý vị đang cùng với Thịnh Nguyễn đi trên một cái trục lộ chính xuyên qua cái thành phố Ninh Bình của tỉnh Ninh Bình. Đây là thành phố loại 1 trực thuộc tỉnh. Và quý vị thấy con đường này đó chính là con đường mang tên Trần Hưng Đạo. Nó cũng nằm theo cái quốc lộ 1 xuyên suốt từ khu vực Lạng Sơn về đến Cà Mau. Thì con đường này ngày hôm nay đã trở thành một cái tuyến đường giống như nội ô. Để đi qua thành phố Ninh Bình này thì quý vị sẽ thấy người ta sẽ đi một cái tuyến né nằm ở phía tây của thành phố Ninh Bình. Nó nằm ở khoảng giữa con đường này và khu vực của Tràng An với những dãy núi rất quen thuộc. Và quý vị đến với thành phố Ninh Bình, quý vị sẽ thấy là một thành phố nhỏ, rất đẹp và có những cái điều thú vị. Như quý vị thấy nơi đây, mình đến những giao lộ thì sẽ thấy được những cái cô gái mặc trong những cái trang phục của cảnh sát giao thông thì điều tiết để chỉ đường cũng như điều tiết về giao thông. Nó tạo nên một hình ảnh rất thân thuộc, rất là nhẹ nhàng cho một thành phố đang phát triển du lịch rất nhiều. Đến với Ninh Bình thì chúng ta sẽ đi tham quan, nghỉ ngơi, du lịch. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy rất là nhiều những cơ sở lưu trú ở thành phố Ninh Bình này được xây dựng, được phát triển để đáp ứng được cái nhu cầu mỗi ngày, mỗi đông của lượng du khách đến với thành phố Ninh Bình để tham quan những địa điểm rất đẹp, rất nên thơ tại thành phố này. Ninh Bình được mệnh danh như là một cái Hạ Long trên cạn của Việt Nam chúng ta. Buổi tối tại thành phố Ninh Bình này thì quý vị nhớ khu vực mà mới vừa đi qua đó gọi là khu vực Tam Giác. Thì nơi đây có một vài cái quán bán bún hoặc là phở, phở gà hoặc là phở ngỗng. Hoặc là mình vào đó mình có thể mua và một cân như thế nó có bán giá niêm yết quý vị ha. Con gà rất là to, ngon. Sau khi làm việc và nghỉ ngơi thì buổi tối nơi đây bán khá là khuya nên quý vị cứ yên tâm. Và bây giờ mình thì cùng với Thịnh Nguyễn ngắm nhìn một vài cái không gian của đường phố, khu vực trung tâm của thành phố Ninh Bình. Để mình thấy thì khu vực này là khu vực tiếp giáp giữa cái khu vực phía bên tay phải mà đi lùi về phía sau á, cái đoạn mà từ khu vực Tam Điệp đi lên vào đầu tiên thì vì thấy rẽ vào đường 10 thì khu vực đó thì được phát triển trước kia mạnh mẽ, nhưng tuy nhiên thì sẽ không có nhiều những cái căn nhà cao tầng hoặc là những cái ngôi nhà đẹp. Còn ở khu vực này nếu quý vị đi thẳng lên khoảng một cây số nữa thôi thì bên trái sẽ là khu đô thị Xuân Thành, rất là nhiều dinh thự, rồi rẽ bên phải để mình vào đến trung tâm hành chính mới, rồi có những cái căn biệt thự, những dãy nhà phố khá đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái clip đi sâu hơn về những khu vực phát triển mạnh mẽ của thành phố Ninh Bình để quý vị thấy một thành phố trẻ đang phát triển vượt bậc để góp phần thành một điểm đến du lịch rất nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh Thịnh Nguyễn trong thời gian qua. Rất mong được sự ủng hộ quý vị.